Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Athens kể từ năm 2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cam kết sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ với Hy Lạp. Phát biểu họp báo sau các cuộc hội đàm với Thủ tướng và Tổng thống nước chủ nhà, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp sẽ dẫn đến một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần lạc quan để có kết quả tốt đẹp trong tương lai. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng cho biết ông đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi kim ngạch thương mại song phương từ mức 5,5 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 10 tỷ đô la Mỹ. Quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện kể từ tháng 2 năm nay khi Hy Lạp cử lực lượng cứu hộ và viện trợ tới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng khiến ít nhất 50.000 người thiệt mạng. Lãnh đạo hai nước cũng đã gặp nhau vào tháng 9 vừa qua tại New York, Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Xuất khẩu của Trung Quốc đã lần đầu tiên tăng sau 7 tháng. Số liệu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm qua được xem là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 11 năm nay tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng kim ngạch đạt 291 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ tháng 4. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo giảm 0,3% của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Bloomberg. Trong tháng 11, xuất khẩu từ Trung Quốc tới Mỹ giảm gần 14%, tới Liên minh châu Âu giảm 11%, nhưng tới Nga lại tăng vọt hơn 50%. Xuất khẩu lâu nay vẫn được coi là động lực tăng trưởng quan trọng của Trung Quốc. Hôm qua, Liên minh châu Âu-EU đã không đạt được đồng thuận về các nội dung đề xuất trong dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo AI mà khối này lần đầu tiên đưa ra trên thế giới. Cuộc thảo luận giữa các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã bắt đầu từ chiều 6 tháng 12, nhưng không thể đi đến thống nhất sau 24 tiếng trao đổi. Một quan chức EU cho biết thảo luận sẽ được nối lại vào ngày hôm nay 8 tháng 12. Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU hiện có quan điểm trái chiều về hai vấn đề. Thứ nhất là cách thức quản lý các mô hình như ChatGPT. Các nước như Pháp, Đức và Italy muốn những mô hình này được ngoại lệ khỏi các quy định quản lý cứng rắn để khuyến khích đổi mới. Một số nước khác lại cho rằng luật quản lý AI của EU cần hạn chế thiệt hại có thể xảy ra do lạm dụng AI. Rào cản thứ hai là các nhà lập pháp EU chia rẽ về việc cơ quan thực thi pháp luật sử dụng hệ thống AI để nhận dạng sinh trắc học các cá nhân trong không gian công cộng. Hiện chưa rõ khả năng đạt được một thỏa thuận trong ngày 8 tháng 12. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ngay cả trong kịch bản trên, luật quản lý AI của khối sẽ phải đợi sớm nhất đến năm 2026 mới có thể có hiệu lực. Tòa án bang New Mexico của Mỹ đã đệ đơn kiện tập đoàn Meta, chủ sở hữu của Facebook và Instagram, với cáo buộc hai mạng xã hội này tạo không gian cho những cá nhân có mưu đồ xấu nhằm vào trẻ em. Theo hồ sơ vụ kiện, Meta bị cáo buộc lôi kéo trẻ em sử dụng Facebook và Instagram và điều hướng nội dung không phù hợp với nhóm người dùng này. Hồ sơ nhấn mạnh hai trang mạng này là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng tiến hành hoạt động buôn người, phát tán hình ảnh và thực hiện một số hành vi lệch lạc nhắm vào trẻ em. Ngoài ra, trẻ em có thể dễ dàng khai sai sự thật về độ tuổi để đủ điều kiện tạo tài khoản trên hai nền tảng này. Khoảng 2 tháng trước, hàng chục bang tại Mỹ đã cáo buộc công ty mẹ của Facebook và Instagram gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần của trẻ em và khiến người dùng hiểu sai sự thật về tính an toàn của các nền tảng này. Về phần mình, Meta nhấn mạnh việc lạm dụng trẻ em trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Công ty cũng triển khai hàng loạt biện pháp bảo vệ trẻ em như ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tuyển dụng chuyên gia về an toàn trẻ em. Mới đây, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận những hoa văn họa tiết có hình con rắn thần, còn được gọi là Naga, trên những tấm vải được dệt thủ công ở Lào là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong văn hóa dân gian của Lào, những hoa văn Naga được cho là linh vật sẽ che chở bảo vệ con người khỏi ốm đau bệnh tật, đói khát cũng như giúp xua đuổi tà ma. Nhưng khi tức giận, chúng sẽ gây ra lũ lụt, bão tố và tai họa. Các phụ nữ trên khắp nước Lào dệt các họa tiết Naga trên váy truyền thống của họ để bảo vệ và che chở cho bản thân. Những hoa văn họa tiết này không chỉ truyền tải những câu chuyện văn hóa phong phú bằng hình ảnh, mà còn có thể hé lộ về tình trạng hôn nhân, bản sắc dân tộc và nguồn gốc của người mặc. Việc họa tiết Naga trên những tấm vải được dệt thủ công ở Lào được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cũng sẽ là cơ hội tốt để cho Lào thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong năm du lịch Lào 2024 với chủ đề Một thiên đường của văn hóa, thiên nhiên và lịch sử. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.